Bảo ơi, là của em ở Hà Nội về chưa? Vâng. Em có ba đứa con gái không? Ăn nhãn này cũng bổ, bổ máu, bổ mắt. Nhãn nóng mà. Cũng nóng đúng không bà? Mà cô uống cái gì chả này không? Không mà uống. Nó là cái chất hóa học hay là tranh thật nhỉ? Hay là... Bà đưa con đọc không? Hả? Bà đưa con xem không? Con không uống cái này không? Tại nó có ga. Có vẻ không phải là chanh thật đúng không? Thành phần là nước khoáng. Hả? Nước khoáng thiên nhiên. Ừ. Không phải là chanh. Nhưng mà nó là chanh muối. Quang hạnh. Ừ? Nước khoáng thiên nhiên quang hạnh 95%. Đường. Chất tạo khí carbon. Hương chanh hỗn hợp. À có chất... cả hương chanh. Hương chanh hỗn hợp. Hương chanh thôi chứ không phải là nước chanh. Hương chanh tổng hợp ấy. Chất điều chỉnh độ axit gì này. Chất bảo quản nữa. Nghĩa là nước khoáng thiên nhiên nhỉ. Nó chiếm 95% rồi. Ui, còn... thế gì? Mấy cái nước thôi. Còn mấy cái kia chỉ chiếm 15% thôi. Chất tạo ngọt nữa nè. Thôi đã tắt cái phim này đi. Xem. Đây. Tắt đi. Không thì bạn lần sau bạn ấn cái nút gỡ này.